Dạ rồi, em chào cô chú anh chị, em là Trung Nguyễn đây. Thì trên hình của chú anh chị là một em đỏ đen sporty, rất là đẹp. Em này là hàng ba cục nha cô chú anh chị nha. Hàng ba cục 21. Thì em sẽ quay xương xương em xe này cô chú anh chị mình xem. Xe này còn dán keo nè, đó. Xe này em bữa chụp hình gửi cho anh khách, anh xem. Thì bây giờ là rửa rửa đáy xong rồi. Keo này là chủ trước dán còn luôn nè, đó, thì em để luôn. Phuộc màu đen này là mình có bắn lại rồi cô chú anh chị nha. Phuộc đen mâm đen có bắn lại rồi. Đó. Đĩa này là đĩa mình thay mới nè, rất là đẹp. Đó. Cái nào thay mới nó thay mới thôi. Dạ rồi. Vỏ này á thì đúng ra cái hàng ba cục 150 thì nó sẽ đi một cái cặp vỏ IRC cô chú anh chị nha. Đó. Mà chủ trước xe này người ta lên một cặp vỏ xịn hơn, cặp vỏ Michelin. Đó, vỏ Michelin, Rip Pro City. Đó. City